không biết phát live giờ này có chị nào vô xem không ta? Rồi, có chị nào đang xem live stream không ạ? Rồi, em xin chào chị Tuyết Mai nha. Xin chào tất cả các chị đang xem live stream ạ. Thôi chị nào đang xem live stream thì hãy comment mình chào xin nhau một xíu ha các chị ha. Mình chào nhau một xíu rồi một lát nữa mình sẽ bắt đầu săn hàng sale giá rẻ nha. Rồi các chị yêu của em đã ăn cơm chưa ạ? Thôi chị nào đang xem thì hãy cho em xin một comment ha, hoặc là cho em thấy những cánh tay của các chị ha. Mình chào nhau một xíu ha các chị yêu. Đảm bảo hôm nay live hàng toàn hàng hot không nè. Chị nào mà không vô xem thì rất là tiếc luôn nha. Rồi chị nào đang xem thì cho em thấy những cánh tay của các chị ha. Để mình chào nhau một xíu nè. Mình chào nhau một xíu một lát nữa em sẽ bắt đầu live bán hàng nha. Rồi, chị Hana Munoi mẫu trơn váy dài dập ly 10821 có giá là 330.000 đang sale 15% là còn 280.000 nha chị. Mẫu này thì bên em có 3 màu, màu đỏ đô với lại màu trắng và màu đen chị ha. Rồi chị nào đang xem thì hãy cho em nhớ thấy những cánh tay của mình ha. Mình chào nhau một xíu ha các chị yêu ha. Mình chào nhau một xíu một lát nữa em sẽ bắt đầu like à. Like bán hàng sốc, cực sốc luôn cho các chị yêu ha. Hàng sale giá rẻ nè các chị yêu ơi. Rồi xin chào tất cả các chị đang xem live stream ha. Các chị đã ăn cơm hết chưa ạ? À? Yêu của em đang làm gì đó? Chị nào mà hôm nay mà không vào xem live thì rất là tiếc luôn ha. Hôm nay sẽ like những set áo tay dài và set chân váy nha các chị yêu. Đảm bảo giá cực sốc cho các chị luôn nè. Nên chị nào mà bỏ qua bữa live ngày hôm nay thì rất là tiếc luôn ha. Làm gì đó à? Rồi mình chào nhau một xíu ha, mình chào nhau một xíu một lát nữa em sẽ bắt đầu live bán hàng nè. Nên chị nào chưa vào xem live thì hãy nhanh tay vào xem live nha các chị yêu, nhanh tay vào xem live để mình rinh hàng giá sốc này các chị. Rồi mình chào nhau một xíu ha, rồi các chị giờ hãy cùng em chia sẻ live stream này ha, hãy cùng em chia sẻ live stream này lên trang cá nhân hoặc các hội nhóm và bật chế độ công khai nha các chị yêu. Chia sẻ live stream này để thật nhiều người vào cùng xem ha. Săn hàng sale giá rẻ nè. Rồi các chị hãy cùng em chia sẻ live stream đi ha. Mình chia sẻ live stream thì mình mới có đủ điều kiện để săn hàng sale giá rẻ nha các chị. Mình có đủ điều kiện thì mới săn hàng sale giá rẻ được nè. Hoặc mình có thể mời bạn bè hoặc người thân vào xem live trực tiếp ha. Cùng săn hàng sale giá rẻ nha các chị. Các chị nhớ phải chia sẻ live stream và bật chế độ công khai nha. Đảm bảo hôm nay hàng toàn hàng sốc không nha các chị yêu. Rồi hello các tình yêu của em ha. Mình đã vào đủ chưa các chị? Mình đã vào đủ và đã chia sẻ giúp em chưa ha? À, chị Hana Munoi mẫu trong váy em đang mang là có chất liệu là lụa chị ha. Có chất liệu là lụa có 3 màu lận cho chị lựa chọn ha. Còn có màu đỏ đô nữa này chị. Đây chị ha, đây là màu đỏ đô của bên em ha. Màu này nhìn rất là cũng rất là xinh ha, giống như màu đỏ mực đó chị.
Đó, nhìn rất là yêu ha. Mẫu này có 3 màu này, màu đỏ đô, màu trắng và màu đen ha. Mẫu này bên em đang sale đó các chị ạ. Mẫu này bên em đang sale ha. Có giá là 330.000, sale 15% là còn 280.000 cho mẫu này các chị ha. Rồi xin chào tất cả các tình yêu của em ha. Rồi giờ các chị hãy chia sẻ livestream đi ha. Mình chia sẻ livestream thì mình mới có đủ điều kiện để săn hàng theo giá rẻ ha. Hãy chia sẻ livestream này lên trang cá nhân hoặc các hội nhóm nè. Hoặc mình có thể mời bạn bè người thân và xem live săn hàng giá sốc nha các chị. Rồi các tình yêu ơi, mình đã vào mình chia sẻ giúp em để hôm nay chúng ta săn hàng chưa ạ? Hôm nay chúng ta sẽ săn hàng với giá cực kỳ ưu đãi hơn. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa thôi là chương trình sale sẽ kết thúc. Và hôm nay bên em sẽ like cho các chị một số mẫu cực kỳ yêu ha. Nếu các chị không nhanh tay để săn những món hàng này thì quả thật là rất là tiếc nha. Bởi vì chỉ còn 2 ngày nữa thôi là sẽ kết thúc chương trình rồi. Thế nên mình thích được mẫu nào thì mình nhanh tay để lại mã số kèm số điện thoại ha. Rồi giờ các chị hãy chia sẻ đi ạ. Các chị hãy giúp em chia sẻ vì một lúc chia sẻ của các chị đã mời được rất là nhiều người vào xem live rồi ha. Đảm bảo hôm nay toàn hàng hot không nha các chị yêu, rất là rẻ mà cũng rất là đẹp luôn nè. Nên các chị chưa, chị nào chưa chia sẻ thì hãy nhanh tay chia sẻ giúp em ha. Mình chia sẻ để mình có cơ hội săn hàng sale giá rẻ nha các chị. Rồi một lát nữa thôi là em sẽ bắt đầu bán hàng nha các chị yêu, nên chị nào chưa chia sẻ thì hãy giúp em chia sẻ đi nè. Rồi chị nào mới vừa vào xem live thì chưa chia sẻ thì hãy giúp em chia sẻ đi ha. Một lát nữa thôi là em sẽ bắt đầu bán hàng sale nha các chị yêu. Nên chị nào hôm nay mà bỏ lỡ livestream này thì rất là tiếc luôn ha. Rồi một lát nữa là em sẽ bắt đầu bán hàng nha các chị yêu. Một lát nữa thôi à, em sẽ bắt đầu bán hàng để không làm mất thời gian của các chị yêu nè. Nên các chị nào chưa chia sẻ thì hãy giúp em chia sẻ đi ha. Mình chia sẻ để có cơ hội săn hàng sale nha các chị yêu. Rồi các chị yêu ơi, mình đâu hết rồi nhở? Rồi hôm nay chúng ta sẽ săn những món hàng cực kỳ ưu đãi các chị ha. Rồi bây giờ em sẽ thấy được người xem của đảo ổn định rồi. Bây giờ em sẽ bắt đầu bán hàng sale cho các chị ha. Em sẽ bắt đầu bán hàng sale cho các chị nè. Rồi đầu tiên nha các chị, đầu tiên là mẫu áo A10816 nhá. Đầu tiên là mẫu áo A10816 nhá. Mẫu này là mẫu áo thun tay dài, sóng tay dài các chị ha. Mẫu này hiện tại bên em có 3 màu luôn nha, màu xanh và màu nâu nữa ha. Rồi mẫu này em có 3 màu này các chị, màu nâu ha, màu sọc nâu nè và màu sọc xanh ha. Đó nhìn rất là xinh các chị nha. Áo thun sọc tay dài nè đó. Mẫu này là chất liệu vải là thun co giãn 4 chiều các chị nhá. Thun co giãn 4 chiều ạ, mặc rất là thích các chị nhá. Mặc rất là thích luôn, mẫu này mặc thấm hút mồ hôi nè. Và đặc biệt là độ co giãn của nó cực kỳ tốt các chị nhá. Vừa thấm hút mồ hôi, co giãn cực kỳ tốt. Và đặc biệt chất vải này mặc vô cực kỳ mát và mịn các chị yêu nhá. Cực kỳ mát và mịn luôn nè. Đó, có 3 màu các chị ha, màu vàng, màu sọc xanh và màu sọc nâu ha. Và mẫu áo này hiện tại bên em đang sale với giá cực kỳ sốc các chị nha. Với mẫu áo A10816 này bên em đang sale với giá cực kỳ sốc là chỉ còn 100.000 cho mẫu áo tay dài này thôi nhá. Giá gốc của nó là 195.000. Hiện tại bên em đang sale chỉ còn 100.000 cho mẫu áo này thôi nha. Rất là xinh các chị nha, rất là xinh. Chất vải là co giãn 4 chiều ha. Chất liệu vải là co giãn 4 chiều này các chị. Đó rất là xinh nha. Độ co giãn của nó cực kỳ tốt này các chị. Đó, độ co giãn cực kỳ tốt ha. Và đặc tính của mẫu áo thun co giãn 4 chiều này thì rất là ưu việt luôn các chị. Vì nó có bốn đặc tính cho mình, đó là thấm hút mồ hôi nè. Thứ hai là mặc cực kỳ mát các chị ha, và giặt là cực kỳ nhanh khô luôn. Thấm hút mồ hôi rất là ok này các chị yêu ạ. Rồi rất là xinh các chị ha, rất là xinh luôn. Rồi mẫu áo này hiện tại chị nào mà yêu thích thì nhanh tay để lại giúp em là MS10816 kèm số điện thoại để chốt sale cho mình mẫu này với giá chỉ còn 100.000 cho mẫu áo thun tay dài này các chị ha. Đó, áo sọc tay dài các chị nhá. Chất liệu vải
vải là thun 4 chiều các chị ha. Đó, mặc rất là thích luôn các chị. Rất là mềm mịn và co giãn của nó cực kỳ tốt ha. Độ co giãn của nó cực kỳ tốt này các chị. Đó, giặt máy giặt thoải mái không sợ bị xù các chị nhá. Giặt máy giặt thoải mái không sợ bị xù này. Rất là xinh các chị ha. Mẫu này có giá gốc là 195.000. Chị nào lấy nhanh tay để lại giúp em mã số là MF10816 kèm số điện thoại ha. Kèm số điện thoại là em sẽ lên đơn được cho các chị với mẫu áo này. Chỉ còn giá là 100.000 ha. Có 3 màu là sọc vàng, sọc xanh và sọc nâu nhá. Chị nào yêu thích màu nào có thể để lại cho em mã số, kèm màu sắc, kèm số điện thoại ha. Cực kỳ xinh đúng không chị? Cực kỳ xinh cho mẫu áo này luôn. Chất vải là thun co giãn 4 chiều ha. Đây này các chị. Đó, co giãn rất là tốt nha. Co giãn rất là tốt và đặc biệt mặc thấm hút mồ hôi cực kỳ các chị nhá. Đó, không sợ bị ra mồ hôi ha, mặc cực kỳ thoáng mát luôn các chị. Mặc vừa mát nè, đặc biệt là thấm hút mồ hôi rất là tốt ha. Đó, và độ co giãn của nó là cực kỳ thích nha. Rất là thích luôn các chị, mặc mẫu này vô và giặt cực kỳ nhanh khô ha. Trần Thị Diệu Linh, em nhận được quà của nhà Gu rồi ạ. Rồi, em cảm ơn chị Trần Thị Diệu Linh đã tương tác với Gu Mát Đắk Nông trong thời gian qua ha. Rồi, bây giờ chị nào lấy mẫu áo thun em đang mang thì có thể để lại giúp em mã số là A10816 ha. Chất vải phải nói là cực kỳ tuyệt vời khi các chị nhận được món hàng này trên tay ha. Rất là xinh các chị. Áo thun co giãn 4 chiều ha, có 3 màu đó các chị. Sọc vàng, sọc xanh và sọc nâu. Chị nào lấy thì comment giúp em là 10816 kèm số điện thoại, kèm màu sắc ha. Rồi, em cảm ơn chị Trần Thị Diệu Linh nha. Rồi, chào tất cả các chị yêu ạ. Rồi, mình tiếp tục vô và chia sẻ giúp em ha. Mình đừng quên chia sẻ các chị ơi. Mình vô, mình chia sẻ, mình mới săn được cho mình những món hàng cực kỳ ưu việt từ nhà Gu các chị ha. Cực kỳ xinh từ nhà Gu luôn này các chị. Đó, rất là xinh ha. Rồi, chị nào đặt thì chốt giúp em mã số của áo thun này nha. Chị nào đặt chốt giúp em mã số của áo thun này là 10816 kèm số điện thoại nha. Rồi, chốt cho Mong Mong một mẫu áo thun 10816 màu xanh nha. Rất là xinh các chị ha, rất là xinh nè. Con giảm cực tốt. Đảm bảo các chị khi các chị nhận được cái chất vải này trên tay thì rất là thích nha. Vì mua hàng online mà các chị nhận được những món hàng chất lượng như thế này thì cực kỳ thích đúng không nào. Thế nên là chị nào lấy chốt sale giúp em là 10816 kèm màu sắc, kèm số điện thoại sẽ mua được mẫu này vì giá chỉ còn 100.000 các chị ha. 100.000 cho mẫu áo sọc tay dài nha. Rồi, tiếp theo em chuyển qua chân váy ha. Chuyển qua chân váy em đang phối đó là CP195. CP195 này chất liệu vải là chất liệu thun Mỹ các chị nhá. Chất liệu thun Mỹ, độ co giãn của nó cực kỳ tốt. Và mẫu này hiện tại bên em chỉ còn một màu nha. Và còn 3 cái duy nhất nha. Chỉ còn 3 cái duy nhất thôi. Mẫu chân váy này có giá gốc là 250.000. Bên em sale xuống chỉ còn 180.000 cho chiếc chân váy 195 này ha. Chân váy CP195 này các chị. Chân váy Gucci các chị ha. Các chị có thể phối được với áo sơ mi, áo thun tay ngắn hoặc là như là áo em đang phối này. Để các chị thể đi mặc nhá. Mặc đi làm, đi chơi hoặc là đi họp, đi sinh nhật gì đều được hết các chị ha. Đó, rất là xinh các chị. Và mùa đông sắp tới rồi, chúng ta sắm cho mình những cái mẫu áo tay dài như thế này thì cực kỳ là lợi luôn ha. Tiện lợi luôn. Rồi, chị nào lấy mẫu chân váy em đang phối thì có thể để lại cho em là CV195 nhá. Chất liệu là chất liệu thun Mỹ nhá. Thấm hút mồ hôi rất là tốt, độ co giãn của nó là cực kỳ tốt các chị ha. Rất là bền màu, dù các chị có quăng vào máy giặt cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không bao giờ bị xù chất vải các chị nhá. Vì chất liệu của nó là thun Mỹ các chị. Chất liệu là thun Mỹ các chị ha. Rồi, chị nào lấy chốt sale giúp em mã số của chân váy là CV195 kèm số điện thoại các chị ha. CV195 kèm số điện thoại để mua mẫu chân váy này với giá là 180.000 các chị ha. Rồi, chị Hana Munoi, chân váy xếp ly bên em vẫn còn hàng ha. Vẫn còn hàng chị yêu nhá. Mình mà yêu thích chân váy xếp ly này đúng không chị? Mình mà yêu thích chân váy xếp ly này thì nhanh tay để lại mã số kèm số điện thoại để mua được mẫu này với giá đang sale các chị ha. Vì còn 2 ngày nữa thôi là bên em kết thúc chương trình sale rồi. Vì em sợ là khi kết thúc xong cái live stream trực tiếp này thì em sợ là những mẫu mà các chị yêu thích không còn size nữa. Thế nên mình tranh thủ chốt sale trong live stream để còn được giữ size ha. Giữ size và còn mẫu cho mình. Và chị yêu thích chân váy dài dập ly này thì có thể để lại giúp em mã số là 10821 nhé. Có 3 màu, màu đỏ, màu trắng và màu đen. Tùy chị yêu thích mẫu nào nhé. Rồi, bây giờ em xin được nhắc lại mã số của áo thun dài tay và chân váy. Rồi em chuyển qua mẫu ha các chị ha. Một phút nữa em chuyển mẫu cho các chị yêu ạ. Rồi, áo tay dài các chị nha. Áo sọc tay dài có 3 màu, màu sọc nâu, sọc vàng và sọc xanh. Chị nào yêu thích thì để lại giúp em là 10816 kèm màu sắc, kèm số điện thoại để chốt cho mình mẫu áo thun sọc tay dài này với giá chỉ còn 100.000 nha. 100.000 thôi các chị yêu.
Còn chân váy em đang phối, chị nào yêu thích thì để lại giúp em nhanh tay, để lại giúp em là CV195. Vì hiện tại chân váy này bên em cũng chỉ còn 3 cái nữa thôi. 3 cái cuối cùng cho 3 chị. Đầu tiên comment mã số là 195 ha. CV195 kèm số điện thoại là chốt cho mình được mẫu chân váy. Chất liệu là chất liệu thun mỹ các chị ha. Đó, với giá chỉ còn là 180.000. Và cả set này chỉ còn là 260.000 cho một set cực kỳ yêu, cực kỳ tinh như thế này được các chị ha. Rất là dễ thương cho một cái set này, các chị có thể diện đi làm công sở cực kỳ đáng yêu ha. Rồi chị Hana Munai mẫu váy xếp ly đó, bên em có giá gốc là 330.000. Và hiện tại bên em đang sale 15% nha. Sale 15% là chỉ còn 280.000 cho mẫu chân váy xếp ly đó thôi nha. Nên là chị yêu thích thì để lại giúp em mã số là 10821 kèm số điện thoại để chốt cho mình mẫu chân váy xếp ly này với giá 280.000 ha. Vì chỉ còn 2 ngày nữa thôi là kết thúc chương trình sale rồi. Thế nên các chị nhanh tay để lại mã số mình yêu thích và những mẫu đồ mình yêu thích để còn được có size đầy đủ cho các chị ha. Có size, có đủ mẫu cho các chị để các chị đặt ha. Và bây giờ em chuyển mẫu cho các chị yêu nha. Bây giờ em chuyển mẫu ạ. Rồi một set nữa rất là đẹp luôn đúng không các chị? Rồi áo em đang mặc là có mã số là 10815 nha các chị, có 3 màu ạ. Có 3 màu nha các chị yêu. Màu hồng em đang mặc, màu xanh và màu trắng ạ. Đó, đây là 10815 nha các chị yêu. Chất vải của nó là chất full cotton nha các chị. Mặc rất là thoải mái luôn ạ. Chất của nó là rất là dày dặn và co giãn ạ. Đây rất là đẹp luôn ha. Đây nha các chị yêu. Rồi mẫu này là trời xe lạnh mà chị nào mà bỏ qua mẫu áo thun autumn này thì rất là tiếc luôn ha. Chất vải của nó cực kỳ dày dặn, mặc cực kỳ mát luôn ha các chị yêu. Đây mùa lạnh mà mình sắm những chiếc áo thun dài tay này thì còn điều gì là tuyệt vời hơn đúng không các chị yêu. Rồi áo này chị nào yêu thích thì để lại cho em cái mã số là 10815 nha các chị yêu. Số lượng có hạn nè. Áo này trong sale hôm nay chị nào mua trong sale thì em sẽ để lại với giá là 100.000 nha các chị. Giá gốc của nó là 195.000 nha các chị yêu. Nhưng hôm nay trong live này chị nào mà để lại mã số là 10815 thì em sẽ bán với giá là 100.000 nha các chị. Rất là đẹp luôn đúng không ạ? Đây em quay một vòng lại cho các chị xem ha. Chất vải của nó cực kỳ dày dặn luôn nè. Mặc cực kỳ ấm luôn nha các chị. Sờ rất là mịn luôn ha. Mình mặc áo này mình có thể mặc đi làm này, đi chơi, đi thể thao đều được nha các chị. Đây trời lạnh mà mặc những áo dài tay này thì còn bằng đúng không các chị yêu. Rồi áo này có mã số là 10815 nha các chị yêu. Nên chị nào yêu thích thì để lại cho em mã số là 10815 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Rồi mẫu áo này em còn 5 cái nha các chị yêu, còn 5 cái nè. Nên chị nào thân thì để lại với mã số là 10815 và kèm theo số điện thoại nha các chị yêu. Các chị yêu phải kèm theo số điện thoại thì em mới lên đơn hàng được cho mình ha. Đây chất vải của nó cực kỳ dày dặn luôn ha các chị yêu. Chất của nó là thun tốt không ạ. Mặc rất là thoải mái, không bị gò bó đâu ha. Chờ mẹ ra. Rất là đẹp luôn đúng không các chị? Mẹ ơi. Rồi chị này cứ thích thì để lại nha. Áo mã số là 10815 và kèm theo số điện thoại nha các chị. Rồi chất full cotton mặc rất là thoải mái luôn ha. Rồi chị nào yêu thích thì để lại em mã số là 10815 và kèm theo số điện thoại nha các chị yêu. Rồi giờ em sẽ giới thiệu qua chân váy nha các chị. Rồi chân váy em đang mang là CV09812 nha các chị. CV09812 ạ. Đây phần giữa của nó có xếp ly nha các chị, dài tới gối ạ. Nên chị nào mà mang mà sợ bị hở thì cứ yên tâm đi ha. Chân váy này mặc rất là thoải mái luôn ha. Ở trên của nó có khối nút luôn nè. Đây mặc cực kỳ thoải mái luôn ha.
09812 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Chân váy này có giá gốc là 285.000 nhưng hôm nay sale còn đúng 180.000 nha thôi nha các chị. Chỉ với 180.000 là các chị đã sở hữu ngay một mẫu chân váy này cực kỳ đẹp và cực kỳ xinh rồi ha. Chân váy này mình có thể mặc đi làm đi chơi đều được nha các chị. Mặc rất là thoải mái luôn ha. Mặc lên nhìn rất là sang luôn hả. Rồi chị nào yêu thích thì để lại cho em với mã số là CV09812 và kèm theo số điện thoại nha các chị. Rồi giờ em sẽ nhắc lại mã số của mẫu áo này và chân váy thì em sẽ qua một mẫu tiếp theo ha. Áo này là áo 09101815 nha các chị yêu. Rồi với em đang phối với chân váy là 1098. Rồi em đang phối với chân váy là 09812 nha các chị. Áo em đang bán là 100.000 nha các chị yêu. Rồi chân váy đang sale xuống còn 180.000 nè. Rất là đẹp luôn ha các chị. Mặc rất là thoải mái luôn nè. Rồi giờ em sẽ qua một mẫu tiếp theo ha. Mình xin chết các bạn. Rồi các chị ơi, các chị đâu hết rồi ạ? Mình đâu hết rồi các chị ơi, mình nhanh tay chia sẻ giúp em ha. Chị nào mới vô xem thì mình nhanh tay mình chia sẻ giúp em để hôm nay các chị mua được những set đồ cực kỳ xinh từ nhà vua mà với giá cực kỳ ưu đãi các chị ha. Rồi các chị đâu hết rồi ạ? Các chị đâu hết rồi, mình chia sẻ giúp em đi ạ. Mình chia sẻ và cho em thấy những chị đang xem bằng cách là các chị để lại những cánh tay vẫy chào hoặc là những cái thả tim đang bay các chị ha. Rồi các chị ơi, mình nhanh tay mình chia sẻ đi ạ. Mình đang xem và mình hãy chia sẻ giúp em ha. Mình vừa xem vừa chia sẻ, đừng quên chia sẻ nha. Mình chia sẻ là cơ hội để các chị có thể sở hữu được những chiếc đồ siêu xinh với giá cực kỳ ưu đãi từ nhà vua ha. Rồi em chào tất cả các chị nha, em chào chị Trúc Huỳnh ạ. Rồi xin chào tất cả các chị yêu ạ. Mình tranh thủ mình chia sẻ giúp em đi các chị ha. Rồi bây giờ em xin được giới thiệu với các chị một mẫu áo thun dài tay ha. Một mẫu áo thun dài tay cực kỳ xinh từ Hương Mát ha. Mẫu áo này thì bên em có hai màu này các chị. Có hai màu nhá, sọc đen em đang mang này. Đó, sọc đen ha. Rồi đây là sọc đỏ này các chị. Sọc đen và sọc đỏ này các chị ha. Chất thun là chất thun cô tông này các chị. Chất thun cô tông ha. Đó, nó có độ co giãn cực kỳ tốt ha. Độ co giãn cực kỳ tốt và đặc biệt là tấm hút mồ hôi rất là cao ha. Bởi vì chất cô tông là khi nào cái tấm hút mồ hôi rất là cao. Và đặc biệt các chị giặt là rất là nhanh khô nha. Giặt rất là nhanh khô cho mẫu thun cô tông này luôn. Rồi áo tay dài phối sọc này có mã số là 10845 ha. Áo 10845 này có hai màu, màu sọc đỏ và sọc đen ha. Chất thun là chất thun cô tông các chị. Đó, chất thun là cô tông ha. Thấm hút mồ hôi rất là tốt ạ. Và đặc biệt là nó hút ẩm nha và tạo độ mát cho cơ thể. Nó có nó tạo độ ẩm và thấm hút mồ hôi cho cơ thể ha. Và khi mình mặc cái mẫu này vô thì đặc biệt là cực kỳ mát các chị nhá. Mặc lên cực kỳ mát này bởi vì nó có sự đàn hồi ha. Đó, sự đàn hồi này đó. Và đặc biệt là mặc cực kỳ mát các chị ha. Mặc cực kỳ mát cho mẫu áo thun tay sọc này luôn nha. Rất là xinh các chị ha. Có hai màu ạ, màu sọc đỏ và sọc đen các chị nhá. Mã số là 10845 cho mẫu áo thun tay sọc này ha. Rất là xinh các chị. Áo thun bên em là áo thun form rộng mà mùa đông tới rồi các chị sở hữu cho mình những chiếc áo như vậy là phải nói là cực kỳ thích nhá. Cực kỳ thích luôn các chị. Có 3 size S, M và L các chị nhá. Vì là hàng thiết kế nên có đủ size cho các chị từ 40kg cho tới 65kg ha. Mặc vô tư và rất là thoải mái cho mẫu thun này luôn các chị nhá. Chất thun cô tông cực kỳ tốt, giặt cực kỳ nhanh khô luôn các chị nhá. Và đặc biệt là giặt chất vải này không bao giờ bị xù các chị nhá. Không bao giờ bị xù luôn, đảm bảo chất vải cho các chị luôn ha. Rồi chị Trúc Huỳnh ơi, bên shop có sale quần Âu chị ha. Bên shop bên em đang có sale quần Tây, quần Âu đang đồng giá 220.000 ha. Chị mà yêu thích mẫu quần Tây nào thì cứ chụp màn hình gửi qua fanpage của Vua Mát Đăng Đông rồi em sẽ tư vấn cho mình các chị ha. Đó, rồi em quay lại với mẫu áo thun tay sọc này nha. Áo thun tay sọc này có giá gốc là 195.000. Và hiện tại chị nào để lại mã số và đúng cú pháp giúp em là MF10845 kèm số điện thoại kèm màu sắc thì em sẽ chốt sale cho mình với giá là 100.000 cho một áo thun này các chị ha.
siêu xinh luôn ha. Chỉ 100.000 cho mẫu áo này thôi các chị. Giá gốc là 195.000, sale xuống còn 100.000 cho tất cả các chị. Để lại đúng mẫu pháp và mã số là MF10845 kèm số điện thoại ha. MF10845 này các chị. Có tới hai màu sọc đỏ và sọc đen các chị yêu ha. Sọc đỏ và sọc đen các chị. Nếu như mà các chị không thích tay dài các chị có thể xăm tay lên ha. Xăm tay lên. Và mẫu áo này mà mặc chung với quần Âu hoặc là những quần Âu, quần Tây để chúng ta phối hợp cho chúng ta đi làm thì cực kỳ xinh các chị ha. Và đặc biệt là mẫu này chúng ta không rộng mà chúng ta có thể mở ra như vậy và chúng ta mang với quần đùi thì cực kỳ trẻ trung luôn ha. Cực kỳ đáng yêu luôn á. Rồi màu áo 10845 này có hai màu các chị nhá. Chị nào yêu thích thì để lại giúp em mã số là 10845 kèm số điện thoại ha. 10845 kèm số điện thoại để chốt cho mình màu áo thun sọc tay dài này với giá chỉ còn 100.000 trong livestream ngày hôm nay các chị ha. Đó, giá gốc của nó là 195.000 là đó các chị. Sale gần một nửa cho màu áo tay dài thun sọc này nhá. Chất liệu vải thì nói các chị là cao chất vải cho các chị luôn nha. Thun vô tông này, thấm hút mồ hôi tốt này ha. Hút ẩm và tạo làm mát cơ thể nha. Mặc vô làm mát cho cơ thể này. MF10845 kèm số điện thoại các chị yêu ha. Rồi chị Trúc Huyền ơi, bên em có đang có chương trình sale và mua về hóa đơn trên 500.000 thì bên em sẽ free ship chị Trúc Huyền ha. Mua về hóa đơn trên 500.000 bên em sẽ free ship này các chị. Rồi, chị nào lấy tranh thủ chốt giúp em mã số mẫu áo thun tay dài phối sọc này là MF10845 kèm số điện thoại các chị yêu ha. 10845 này các chị. Hai màu ha, hai màu, chị nào lấy màu nào thì nhanh tay để lại giúp em đi ạ. Vì mẫu áo này bên em chỉ còn 5 cái cuối cùng thôi. 5 cái cuối cùng cho năm chị đầu tiên nhanh tay để lại mã số là MF10845 kèm số điện thoại kèm màu sắc để chốt được cho mình mẫu này với giá là 100.000 các chị yêu ha. Rồi em chào chị Yến Mai, chào chị Trần Thị Diệu Linh ha. Rồi cảm ơn các chị yêu nè. Rồi chị nào lấy nhanh tay chốt xe giúp em mẫu này với mã số là 10845 kèm số điện thoại nhá. Rồi bây giờ em qua mẫu chân váy này các chị yêu. Rồi mẫu chân váy này thì cực kỳ yêu ha. Mẫu này bên em còn hai cái cuối cùng ha. Còn hai cái cuối cùng thôi các chị yêu. Đó, còn hai cái cuối cùng nha. Size em đang mặc là size XS dành cho tất cả các chị từ 40kg tới 47kg nha. Size XS em đang mặc dành cho tất cả các chị từ 40kg tới 47kg đều mặc vừa cho mẫu chân váy này ha. Và size em đang cầm trên tay là size L nha. Size L thì dành cho tất cả các chị từ 40kg tới 55kg ha. 40kg tới 55kg này các chị yêu. Đó, rất là xinh nha. Mẫu này chất liệu vải là bố thái nhá. Chất liệu vải là bố thái luôn này các chị. Đó, vải cực kỳ xinh các chị nha. Rồi, con là chân váy xòe tròn basic các chị nhá. Chân váy xòe tròn basic nè, chỉ còn hai cái duy nhất thôi ha. Chỉ còn hai cái duy nhất. Và mẫu này bên em đang sale chỉ còn 180.000 thôi. Giá gốc của nó là 270.000 và đang sale chỉ còn 180.000 thôi nhá. Và chỉ còn hai cái cuối cùng thôi các chị. Hai cái cuối cùng cho hai chị nào nhanh tay để lại giúp em là CV08857 nha. CV08857 để mua cho mình mẫu chân váy xòe tròn basic màu kem ha. Rồi đặc biệt mẫu này có túi cho các chị yêu này. Mẫu này có túi ha, các chị có thể bỏ điện thoại, tiền, chìa khóa, không sợ bị rớt ha, không sợ bị rớt. Túi rất là sâu đó các chị. Túi rất là sâu luôn nha. Đó, rất là xinh nè. Rất là xinh các chị ha, chân váy xòe tròn. Mẫu này các chị mặc đi làm vô tư ha, đi làm, đi tiệc, đi sinh nhật, đi chơi đều được hết ha. Rồi còn hai cái duy nhất. Còn hai cái duy nhất chị nào nhấc tay yêu thích mẫu chân váy này thì nhấn tay để lại mã số là MF08857 ha. 08857 kèm số điện thoại để đặt mua cho mình mẫu chân váy xòe tròn basic này chỉ với giá sale là 180.000 nhá. Giá gốc của nó là 275.000. Nhưng khi các chị để lại đúng cú pháp là CV08857 kèm số điện thoại sẽ được mua với giá là 180.000 cho mẫu chân váy xòe tròn basic này ha. Và đặc biệt có túi rất là tiện lợi cho các chị ha. Có túi rất là tiện lợi cho các chị luôn. Chất liệu vải là bố thái ha. Rất là xinh các chị, rất là xinh. Còn hai cái nha, còn hai cái duy nhất ạ. Rồi chị Hồng Vũ ơi, ok chị nha, chị đợi em xíu ha. Rồi chị nào mà lấy chân váy xòe tròn basic này thì để lại giúp em mã số là 08857 ha. 08857 kèm số điện thoại để mua được mẫu chân váy xòe tròn basic em đang mang ha. CV08857 kèm số điện thoại ạ. Rồi chị Hồng Vũ ơi, chị muốn xem áo đúng không? Rồi chị Châu Nguyễn ơi, áo này hiện tại bên em đang sale chỉ còn 100.000 thôi chị nhá. Giá gốc của mẫu áo thun sọc tay dài này với có giá là 195.000. Nhưng chị nào để lại đúng cú pháp giúp em là
108 bao nhiêu nhỉ? 10845 ha. 10845 kèm số điện thoại thì sẽ mua được với giá là 100.000 các chị nhá. Và đặc biệt là nhớ chia sẻ giúp em ha. Các chị nhớ chia sẻ giúp em để mua được mẫu áo này, chỉ còn 100.000 cho mẫu áo này các chị yêu ha. Rồi chị Hồng Vũ ơi, em sẽ bỏ áo ra ngoài cho chị xem nhá. Vì form này form áo thun rộng á. Hả, form này form áo thun rộng các chị ha. Đợi em xíu. Rồi, form áo thun rộng các chị ha. Form áo thun rộng này. Đó. Rất là xinh các chị ha, rất là xinh form áo thun rộng đó. Có hai màu ha, sọc đỏ và sọc đen này. Đây, sọc đỏ đây các chị ha. Vậy em đang mang là sọc đen. Áo thun rộng, form rộng như vậy nha các chị yêu. Form rộng như thế này nha. Các chị mặc với quần đùi á, mặc ở nhà cực kỳ mát ha. Và mùa đông tới rồi mình sắm cho mình mấy cái áo này là cực kỳ tuyệt vời ha. Đó, mình có thể mặc với quần Âu, quần Tây, chân váy đóng thùng sơ vin đi làm giống như lúc nãy em mang ha. Đó, rất là xinh luôn, mặc đi tiệc cũng đều sang các chị ha. Giá là 195, sale chỉ còn đồng giá 100.000 thôi nhá. Chỉ còn 100.000 cho mẫu áo 10845 này nha. Chị nào lấy chốt sale giúp em là 10845 kèm màu sắc, kèm số điện thoại nhá, sẽ mua được với giá là 100.000 cho mẫu áo tay dài này các chị ha. Rất là xinh các chị. Đó, form cũng không có dài mấy đâu các chị, mặc vừa phải các chị yêu ha. Rồi chị nào lấy nhanh tay comment giúp em mã áo sọc tay dài này là MS10845 ha. MS10845 đi các chị. Rồi một phút nữa em sẽ qua mẫu mới cho các chị yêu nhá. Một phút nữa em sẽ qua mẫu mới cho các tình yêu nè. Rồi chị nào lấy chốt sale giúp em mẫu áo sọc tay dài ha. 10845 kèm số điện thoại các chị yêu nha. 10845 kèm số điện thoại là các chị mua được mẫu áo này chỉ có 100.000 nha các chị, 100.000 thôi ạ. Rồi ok các tình yêu, ok các tình yêu luôn nha. Giờ em sẽ đổi mẫu cho các tình yêu ha. Rồi thêm một mẫu áo thun tay dài nữa, rất là đẹp luôn đúng không các chị yêu. Rồi áo này là có mã số là 09830 cân nha các chị. Đây có 3 màu ạ. Màu cam em đang mặc nè, màu đỏ và màu đen nha các chị. Áo này là áo bẹp tay dài nha các chị yêu. Đây chất thun, chất của nó là chất thun gân nha các chị. Có độ co giãn vừa phải luôn nè. Chất vải cực kỳ dày dặn luôn ha. Mặc cực kỳ thoải mái luôn nè. Rồi áo bẹp vai tay dài này có mã số là 09830 nha các chị yêu. Rất là đẹp luôn ha. Có 3 màu cho các chị tha hồ lựa luôn nè. Đó là màu cam, màu đỏ và màu đen ha. Rồi mẫu áo này thì bên em còn đủ size cho các chị luôn nè. Từ 40 đến 60 kg luôn ha. Đây mặc lên cực kỳ ôm form nha các chị yêu. Mẫu này mình có thể mặc đi chơi, đi làm đều được. Có rất là nhiều kiểu mặc nha các chị. Đây mình có thể bỏ xuống bẹp vai này, cho lên hoặc là cho lên một bên cũng được ạ. Rất là đa dạng luôn đúng không các chị yêu. Rồi chất thun gân dày dặn nha các chị. Chất thun gân dày dặn nè, sờ lên cực kỳ mềm mịn luôn ha. Rồi áo này mình giặt á, trẻ không bị xù lông đâu nha các chị, nên các chị cứ yên tâm ha. Rồi áo này trong sale ngày hôm nay em bán với giá là 100.000 nha các chị. Nên chị nào yêu thích thì hãy nhanh tay để lại với mã số là 09830 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Đây rất là đẹp luôn nè. Mình không thích phối với váy giống em thì mình có thể phối với quần tây, quần dài đều được nha các chị. Hoặc mình có thể phối với quần đùi luôn nè. Trông rất là xinh và nhìn rất là sang luôn ha các chị yêu. Đây có 3 màu luôn nè. Màu đen, màu đỏ và màu cam gạch nha các chị. Rất là đẹp luôn ha. Chất thun dày dặn này các chị. Rồi chị nào yêu thích thì hãy để lại cho em với mã số là 09830 nha các chị yêu. 09830 và kèm theo số điện thoại ạ. Mẫu này thì bên em còn 10 cái nha. 10 cái duy nhất nha. 10 cái duy nhất nè. Mẫu này bên em đang sale còn 100.000 nha các chị yêu. Chỉ với 100.000 là các chị đã có ngay một mẫu áo bẹp vai tay dài này rồi ạ. Rất là đẹp luôn nè. Đây em đứng lại gần cho các chị yêu xem chất vải luôn ha. Chất thun gân dày dặn nha các chị. Sợ cực kỳ mềm và giặt không sợ bị xù lông đâu ha.
Rồi các chị xem like nhớ đừng quên chia sẻ và tương tác giúp nhà Gu ha, để mình săn những mẫu hàng cực hot luôn nè, mà giá cực rẻ, cực yêu thương luôn nha các chị yêu. Rồi em nhắc lại mã số của mẫu áo bẹp vai tay dài này nha các chị, 09830 ạ, 09830 và kèm theo số điện thoại nha các chị yêu. Nên chị nào yêu thích thì hãy để lại cho em mã số là 09830 kèm theo màu sắc và kèm theo số điện thoại ạ. Một lát nữa em sẽ gọi điện và chốt đơn cho mình ha. Chị nào mà bỏ qua mẫu áo bẹp vai tay dài này thì rất là tiếc luôn ạ. Chất thun gân dày dặn mặc rất là thoải mái luôn nè, không sợ bị gò bỏ đâu ha. Rồi em giờ em sẽ qua mẫu 170 em đang phối ha các chị yêu ha. Rồi chốt đơn 10845 cho chị Hồng Vũ nha. Ok chị, mai em sẽ gọi chốt cho mình chị yêu ha, mình yên tâm ạ. Rồi mẫu 170 em đang mặc là CV09837 nha các chị yêu, CV09837 ạ. Mẫu này là 170 im phủ lụa nha các chị. Đây chất của nó là chất quanh nhung nha các chị. Đây mặc lên rất là đẹp luôn nè. Mẫu này thì em còn đầy đủ size nha các chị yêu, còn đủ size cho các chị luôn nè. Cái lớp này là phủ một lớp quanh ở ngoài nhìn rất là xinh các chị ha, và ở trong là theo màu họa tiết nè. Đó nhìn cực kỳ yêu luôn ha, mặc rất là dễ thương luôn á. Mà phối với mẫu áo này đi tiệc là cực kỳ sang á chị ha. Đi tiệc cực kỳ sang quá nên là các chị không lấy là bỏ rất là uổng nha. Vì mẫu này hiện tại đang được sale chỉ còn 180.000 một cái thôi đó các chị. Rồi đang sale còn 180.000 thôi nha các chị yêu. Chị nào yêu thích thì để lại cho em mã số là CV09837 và kèm theo số điện thoại để em lên đơn hàng cho mình ha. Chân váy này thì dài qua gối nha các chị, dài qua gối không sợ bị hở đâu nè. Có hai lớp cho, có hai lớp luôn ha. Ở ngoài là lớp voan nha các chị. Đây, bên trong là có một lớp in họa tiết này. Rất là đẹp luôn đúng các chị yêu. Chân váy này mình mặc đi làm đều được nha các chị, đi làm, đi tiệc, đi chơi đều được ạ. À. Đây, rất là đẹp luôn ha. Chị nào yêu thích thì hãy nhanh tay để lại cho em mã số là CV09837 nha các chị. 09837 và kèm theo số điện thoại ạ. À. Rồi chị nào yêu thích thì hãy nhanh tay để lại mã số nha các chị yêu. Nhanh tay để lại mã số và kèm theo số điện thoại, một lát nữa em sẽ lên đơn hàng ha. Rất là đẹp luôn ha. Đây dài qua gối nha các chị, không sợ bị hở đâu nè. Rồi mẫu này còn đủ size nha các chị yêu. Nên chị nào yêu thích thì hãy nhanh tay để lại với mã số là 09837 nha các chị, 09837 và kèm theo số điện thoại nè. Rồi em xin nhắc lại mã số của mẫu áo và chân váy em đang mặc ha. Áo này là áo bẹp vai tay dài nha các chị, có mã số là 09830 ạ. 09830 nha các chị yêu. Còn mẫu chân váy em đang mặc này là chân váy là 09837 ạ. 09837 nha các chị yêu. Rồi. Một sự kết hợp quá hoàn hảo luôn đúng các chị. Rất là đẹp luôn ha, mặc lên nhìn rất là sang và cực kỳ ôm form luôn nha các chị. Rồi em giờ em sẽ bắt đầu qua mẫu mới cho các chị yêu ha. Rồi một mẫu áo thun dài tay tiếp theo nha các chị gái. Vì mùa đông tới rồi mà chúng ta sắm cho mình những chiếc áo thun tay dài như vậy để mặc đi làm, đi chơi thì cực kỳ thích và tuyệt vời đúng không các chị? Vì mẫu áo thun tay dài này chất liệu vải là cotton nhá, mặc cực kỳ ấm đúng không các chị? Mặc cực kỳ ấm đúng không ha? À, mẫu áo này thì em có tới 3 màu cho các chị chọn rồi, đó là màu trắng, màu vàng và màu gạch hết. Màu gạch nhìn rất là lạ thì các chị, màu gạch nhìn rất là lạ ha, có in dòng chữ này. Đó, có in dòng chữ ha, dòng chữ này dòng chữ chìm nha các chị, giặt không sợ bị nổ nhá, giặt không sợ bị nổ cái chữ này ra đâu nhá, yên tâm luôn này, bao vải cho các chị yêu luôn ha. Rồi màu áo chữ quy ghép này có 3 màu, màu trắng, màu gạch và màu vàng ha, màu trắng, màu gạch và màu vàng này các chị yêu. Màu áo này thì có giá là 195.000, nhưng mà chị nào để lại mã số là 10843 kèm theo số điện thoại sẽ mua được với giá là 100.000 các chị ha. Sẽ mua được với giá là 100.000, vì giá gốc của nó là 195.000. Khi các chị để lại đúng mã số kèm số điện thoại thì sẽ mua được với giá là 100.000 các chị ha. 100.000 này. Rồi 10843 ha. MF10843 này các chị yêu. 10843 có 3 màu ha. Màu vàng, màu cam gạch và màu trắng này các chị. Chất liệu vải là chất liệu cotton ha. Có độ
có độ co giãn tốt này và đặc biệt hút ẩm mồ hôi cực kỳ tốt ha. Đó, độ co giãn tốt này và thấm hút mồ hôi rất là ok các chị ha. Giặt cực kỳ nhanh khô luôn. Trong cái mùa như thế này thì giặt cực kỳ nhanh khô luôn các chị ha. Và đặc biệt chất này mặc rất là thích các chị ha. Mặc rất là thích luôn, khi các chị mặc vào là nó làm mát cơ thể ha. Làm mát cơ thể ạ. Đó, rất là xinh các chị ha. Rất là xinh luôn. Mặc không sợ bị ra mồ hôi đâu nha, vì chất liệu vải này là thấm hút mồ hôi rất là cao các chị ha. Nên mình mặc mẫu này yên tâm luôn ha. Rồi, mẫu áo 10843 kèm số điện thoại các chị ha. Mẫu áo 10843 này hiện tại đang sale chỉ còn 100.000 thôi. Chỉ còn 100.000 một cái thôi. Các chị ring ngay chọn combo như thế này thì chỉ với 300.000 thôi ha. 300.000 ba màu áo khác nhau. Và mặc trong mùa đông này thì cực kỳ thích các chị ha. Mặc vừa giữ ấm cho cơ thể, vừa thời trang, vừa mốt các chị ha. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp, và các chị nào mà không nhanh tay lấy là rất là uổng ha. Rất là uổng luôn, vì chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là bên em kết thúc chương trình sale rồi. Thế nên là chị nào mà yêu thích màu áo em đang mang này thì để lại giúp em là MS10843 ha. Rất là xinh các chị. Màu áo này mặc vô nhìn thoải mái lắm nha, tạo độ thoải mái vô cùng các chị ha. Đó, rất là xinh, vì áo này là áo thun phong rộng á, mà các chị mặc vô có đủ size cho các chị yêu từ 40kg tới 65kg ha. Vì là áo phong rộng và là hàng thiết kế nữa nên bên em có đủ size các chị yêu ha, mình tha hồ lựa chọn ạ. Rồi, MS10843 các chị yêu ha. Chị nào lấy nhanh tay để lại MS10843 kèm màu sắc kèm số điện thoại sẽ mua được mẫu áo này với giá chỉ còn 100.000 cho mẫu áo này thôi ha. 100.000 cho mẫu áo này này các chị, bên em chỉ còn rồi còn 6 cái cho mẫu áo này ha. Còn 6 cái cho mẫu áo 10843 này nữa thôi. Nên chị nào lấy chốt giúp em là 10843 kèm số điện thoại ha. Cực kỳ xinh các chị. Khi các chị đặt hàng online mình nhận được trên tay mình một món hàng mà chất lượng, đặc biệt là rất là đẹp các chị ha. Rất là đẹp, còn đẹp hơn, lung linh hơn trong hình nữa. Thì các chị cảm thấy rất là tuyệt vời đúng không nào? Khi các chị đặt hàng online mà nhận được một cái hàng cực kỳ chất lượng như thế này, và còn đặc biệt là còn đẹp hơn ở trong hình nữa thì rất là tuyệt vời các chị ha. Và với giá cũng cực kỳ sốc cho các chị là chỉ còn 100.000 cho một mẫu áo thun tay dài này thôi ạ. Rồi, áo thun chữ huy ghép nè, mã số là 10843 nhá. Ba màu cam gặp này, màu vàng và màu trắng em đang mang ha. Rồi, chị nào lấy chốt sale giúp em là MS10843 kèm số điện thoại ha. Chất liệu vải là thun cô tông này các chị. Thun cô tông nha, mặc vô mặc cực kỳ mát này các chị. Mặc cực kỳ mát luôn mà giặt cực kỳ nhanh khô ha. Cực kỳ nhanh khô luôn, và nó khi mà mình mặc cái mẫu này vô á là nó sẽ làm cho mình mát các chị nhá. Mặc mát không bao giờ sợ bị nóng bởi cái chất này đâu ạ. Vì nó hút ẩm rất là tốt các chị ha. Hút ẩm rất là tốt và đặc biệt thấm hút mồ hôi rất là ok. Nên các chị nhanh tay để lại cho em mã số là MS10843 kèm số điện thoại để nhanh chóng mua cho mình mẫu áo thun cực kỳ xinh này ha. Cực kỳ xinh, cực kỳ mốt như thế này từ Vumac chỉ với giá là 100.000 ha. 100.000 thôi các chị ơi. Rồi, mình nhanh tay để lại mã số là MS10843 để mua được cho mình mẫu áo thun V-Gap này ha. Rất là xinh các chị, rất là xinh. Ngoài ra bên em đang phối với một cái chân váy này các chị. Một cái chân váy chữ A ha. Chân váy kaki chữ A, rất là xinh. Mẫu này thì có hai màu ha, màu xanh rêu này và màu vàng. Màu vàng này nhìn lên rất là sáng da các chị nha, không sợ bị kén da đâu, bởi vì màu vàng này mặc lên cực kỳ sáng da luôn. Rồi, chân váy kaki mini này. Rồi, chất liệu vải là chất liệu kaki các chị ha, có phối hai cái túi giả nhá. Có phối hai cái túi giả này các chị, siêu xinh luôn, siêu đáng yêu luôn ha. Rồi, mẫu chân váy này thì có giá gốc là 275.000. Hiện tại em đang sale với giá là chỉ còn 180.000 cho mẫu chân váy kaki mini này thôi. Thế nên là chỉ còn vài chiếc, bởi vì sale rẻ như vậy nên chỉ còn vài cái thôi, còn 3 cái các chị ha. Còn 3 cái duy nhất này các chị, nên mình nhanh tay để lại giúp em là MS09836 ha. CV09836 này các chị, rất là xinh ha. Rất là xinh, có phối hai cái túi giả này. Đó, rất là yêu luôn ha. Đó, mình mặc với sơ mi cũng được, mặc với áo thun cũng được. Mà các chị mà trẻ trẻ thì có thể phối với áo là crop top ha. Áo crop top mặc lên cũng rất là xinh nha. Rồi, và đặc biệt là chân váy này phù hợp cho mọi lứa tuổi các chị ha. Cho mọi lứa tuổi luôn, mặc rất là dễ thương luôn các chị ha. Đó, những chị mà hơi đứng đứng tuổi một xíu thì mình có thể phối với áo sơ mi để đi làm thì rất là xinh rồi, rất là sang chảnh rồi. Có những chị nào mà trẻ trẻ mình có thể phối với áo thun như đang mặc đây, hoặc là áo crop top các chị ha, rất là xinh luôn. Và chỉ với 180.000 các chị đã sở hữu cho mình được chân váy kaki mini này rồi ha. Chất liệu vải kaki này các chị rất là xinh ha, có hai màu xanh rêu và màu vàng nha. Rồi, chị nào lấy để lại giúp em CV09836 kèm số điện thoại kèm màu sắc ha, sẽ mua được cho mình với giá chỉ còn 180.000 cho mẫu chân váy này thôi. Rồi, chị nào lấy nhanh tay chốt hàng ha. Rồi, giờ em sẽ qua mẫu nhá. Giờ em sẽ qua mẫu. Thế nên là chị nào mà yêu thích mẫu áo em đang mang á thì có
thể để lại giúp em là MF10843 nhé. Có 3 màu, màu vàng này, màu cam gặp này và màu trắng em đang mang ha. Và yêu thích mẫu chân váy em đang phối đây là chân váy kaki mini, thì để lại giúp em mã số là 09836 các chị ha. Yêu thích mẫu chân váy này thì để lại CV09836 ha, để mua được cho mình với giá là 180.000. Với cái mẫu chân váy này ha, là cả set như thế này chỉ có 260 thôi các chị, cực kỳ rẻ nha. Và đặc biệt là cực kỳ thích cho mẫu một set như thế này luôn, mình có thể vừa đi làm vừa đi chơi đi học đều được các chị yêu ha. Rồi để lại giúp em, nếu như mà yêu thích cả bộ thì để lại giúp em là cả bộ kèm số điện thoại ha, em sẽ gọi điện và tư vấn chốt đơn cho mình các chị yêu ha. Bây giờ em chuyển mẫu cho các chị gái nha. Rồi một mẫu áo cun nữa rất là đẹp luôn đúng các chị yêu. Rồi áo này có mã số là 10833 nha các chị. 10833 nè, có 3 màu cho các chị tha hồ lựa luôn ha. Đó là màu xanh em đang mặc, màu đỏ và màu đen nè. Rất là đẹp luôn ạ. Chất vải của nó là chất thun cotton nha các chị. Chất thun cotton ạ. Đây mặc cực kỳ thoải mái luôn ha. Rất là thoải mái luôn ạ. Em không sợ bị gò bó và khó chịu đâu ạ. Rất là đẹp luôn nè các chị ơi. Rồi áo này trong line em đang bán là chỉ với 100.000 thôi nha các chị yêu. Chỉ với 100.000 là các chị đã sở hữu ngay một mẫu áo thun em đang mang rồi nè. Áo thun này là áo thun in chữ feeling nha các chị. Áo thun in chữ feeling nè. Áo này thì em còn đầy đủ size cho các chị luôn ha. Đầy đủ size cho các chị từ 40 đến 60 kg nè. Rất là đẹp luôn ạ, mặc lên cực kỳ thoải mái luôn nha các chị yêu. Đây, ôm form cực kỳ luôn ha. Áo này mình có thể mặc đi chơi, đi làm đều được nha các chị. Chất thun của nó cực kỳ dày dặn luôn nè, cực kỳ mịt luôn ha. Đây, em dơ lại gần cho các chị xem ha. Đây, chữ này là theo tay nha các chị, nên các chị giặt không sợ bị bong chóc ra đâu ạ, không bị sợ tước chỉ đâu ạ. 10833 nha các chị yêu. 10833 kèm theo số điện thoại nha các chị. Trong line này chị nào mua thì để lại cho em với mã số là 10833. Chỉ với 100.000 thôi nha các chị yêu. Chỉ với 100.000 là các chị đã sở hữu ngay một mẫu atun in chữ feeling này rồi ạ. Rất là đẹp luôn ha. Có 3 màu cho mình tha hồ lựa luôn nè. Màu xanh, màu đỏ và màu đen à. Rồi chị nào yêu thích thì để lại cho em với mã số là 10833 nha các chị yêu. 10833 kèm màu sắc, kèm số điện thoại nha các chị. Đây trời se lạnh như thế này mà mình bỏ qua một mẫu áo thun dài tay này thì rất là tiếc luôn ha. Mặc cực kỳ thoải mái luôn ha. Rồi chị nào yêu thích thì hãy nhanh tay để lại với mã số là 10833 nha các chị yêu. 10833 và kèm theo số điện thoại à. Một lát nữa em sẽ gọi điện và chốt đơn cho mình ha. Đây mặc cực kỳ thoải mái luôn nè. Chất vải sờ cực thích luôn nha các chị yêu. Đây chỉ với 100.000 thôi là các chị đã sở hữu ngay một mẫu áo thun feeling này rồi ha. Mặc lên cực kỳ đẹp luôn ha. Mình có thể phối với quần dài, quần đùi đều được nha các chị. Hoặc mình có thể phối với chân mái váy đều được nè. Rồi mẫu này em đang mặc mẫu cuối nha các chị yêu. Chị nào yêu thích thì để lại cho em với mã số là 10833 nha các chị yêu. 10833. Rồi từ nãy giờ bên em đã giới thiệu một số mẫu áo thun tay dài hiện tại đang đồng giá 100.000 bên em các chị ha. Vậy hiện tại cảm ơn các chị từ nãy đến giờ đã theo dõi livestream của em ha. Cảm ơn các chị đã bỏ một chút thời gian nhỏ để xem livestream của em ạ. Rồi, còn bây giờ thì chị nào mà vào sau ha, vào sau mà yêu thích những mẫu mà em đang giới thiệu thì các chị có thể chụp ảnh màn hình ha, chụp ảnh màn hình và gửi qua fanpage của Woomart Đắk Nông và em sẽ tư vấn cho các chị ha, từ size đến những mẫu hiện tại đang mới nhất của nhà Woo các chị yêu ha. Rồi giờ xin chào và hẹn gặp lại các chị trong phần livestream tiếp theo ha. Bye bye các chị ha.